À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Châu Chấu của Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của vương quốc Lankoba để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình cũng đã bắt đầu có thể nói là gần như hoàn thành cơ bản cái chiến dịch này rồi. Bây giờ chúng ta thì sao nào? Mình nếu mình không nhầm thì bây giờ chiến thắng quân sự của mình là mình chỉ cần đợi sống đến năm 450 là mình hoàn thành chiến dịch. Bây giờ mới có 446 và mình nâng cấp được hai cái vùng này lớn này, thành phố lớn và quân cảng cấp 3. Thành phố lớn thì đây rồi, quân cảng cấp 3 thì đây đang xây rồi, có nghĩa là sắp hoàn thành rồi. Đấy, nói chung là công việc nó là cơ bản đã đến hoàn thành rồi. Có điều làm sao từ giờ cho đến lúc đó thì mình phải duy trì được cái mức lượng lãnh thổ như thế này, mà điều đó thì chắc là cũng không dễ lắm, bởi vì bây giờ là Hunno thì nó đang đánh chiếm ở đây. Mình nhớ là trước là mình bắt đầu đưa các cái quân đoàn của mình bắt đầu tiến lên đúng không? Đấy, mình đã đốt hết cái vùng này rồi, tiêu diệt hết cái bọn Viking này rồi. Nhưng mà hai cái quân đoàn của thằng Sắc Sông này sao nó lại lên trên này được mà nó lại... Nó lên trên này mà nó lại có vẻ khá mạnh. Chắc mình phải cử một quân đoàn, ít nhất một quân đoàn lên trên đấy để giải quyết. Ở tập trước thì kết thúc bằng cái việc mình vây cái thành của thằng này. Nhưng mà mình xem chừng là trận đánh này không dễ dàng. Quân địch khá mạnh. Đấy, quân địch thì khá là mạnh. Bộ binh nó rất nhiều, bộ binh. Nhưng dù sao thì mình cũng sẽ đánh, bởi vì đây là một trong những cái thành cuối cùng của cái vùng này, một trong ba hòn đảo. Đánh nhau với các đội quân ở sa mạc này, nếu mà chúng ta tiến xuống châu Phi chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn. Nhưng nếu chúng ta tấn công ở các cái vùng đất vẫn thuộc La Mã, vùng đất ở thuộc châu Âu thì chúng ta không ngại lắm, bởi vì bọn sa mạc này nó được cộng búp rất mạnh khi đánh nhau ở trên sa mạc. Đây thì chúng ta không ngại rồi, bởi vì là tuy không nói là không ngại thôi nhưng mà chúng vẫn mạnh lắm. Mình nghĩ là mình tấn công ở góc này thì chưa biết quân tiếp viện nó vào từ đâu, nhưng mà có lẽ dễ phòng thủ hơn một chút xíu. Bắn cái tháp canh trước đã. Trận này có lẽ mình lại phải cái đội hình hình thang truyền thống rồi, bởi vì là quân địch rất đông. Tuy nhiên là cái đình hình thang là hình thang không đáy, bởi vì đáy của hình thang nó sẽ là kỵ binh của mình đứng phòng thủ như thế này này, ngăn nó ra. Còn ở những cái đơn vị này thì vẫn có linh kiếm đứng xen kẽ. Có linh kiếm đứng xen kẽ như thế này để chúng ta sẽ chịu đòn cho các đơn vị Các địch trận này khá đông. Mình cũng cứ từ từ đó, xem tình hình địch nó thế nào. Như đầu tiên là chúng ta chắc chắn sẽ phải phá cái tháp canh trước. Chúng nó đang đổ bộ à? Tất nhiên nó còn mất thời gian nữa nhỉ? Nó có một cái xe bắn đá mình chưa nhìn thấy đâu.
Đây rồi, bắn cho anh. Lại không bắn được nữa rồi. Bắn vào đây. Cái bàn đá của nó sẽ không qua quan sát được mình. The enemy settlement burns. We have destroyed the enemy tower. Rồi, tháp canh của nó bị hủy. Đúng rồi, nó cứ đứng tập trung đây thì nó chết luôn. Nó chưa cho bộ binh đổi bộ. Nhưng xe bắn đá của nó bị khuất tầm nhìn, mình không nhìn thấy được. Đúng rồi, cứ đứng ở đây đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, như này thì thấm lắm. Trời ơi. Sao kỵ binh của nó lại đứng chết rúm ở đây nhỉ? Úi dồi. Úi dồi. Đạn phá mà nó nổ tập trung như này thì đánh đứng tập trung như này thì rất lợi thế các bạn. Rồi, xong đội pháo binh kỵ binh của nó rồi. Ok rồi. Có vẻ như nó bắt đầu tấn công rồi. Xe bắn đá này tấn công rồi. Vào đây, vào đây. Thương nặng phết đấy. Thôi bắn vào đây. Khẩu xe bắn đá này để mấy con ngựa nó giải quyết. Cứ đứng như này thì ăn đủ con ạ. Rút. Rồi. Rồi, đơn vị này sốc để cho yên quân kia yểm trợ rút ra. Rồi, tấn công luôn vào đây cho anh. Pháo này. Stop now. Được. Chúng ta giải quyết khá nhanh. Thôi rồi, rút đi. Tốt rồi. Bây giờ thì nó hết kỵ binh rồi đúng không? Nhưng mà thuyền pháo của nó vẫn còn, nó đang bắn kỵ binh của mình. Mấy cái thuyền này nó đã đổ bộ đâu. Đấy. Đám thuyền này nó chưa đổ bộ. Giữ nó ra đây đã. Đám bộ binh này của nó thì không thành vấn đề nữa rồi. Giáo binh sa mạc này thì cho nó xông vào luôn. À, chúng đạn pháo. Trong này nó không đổ bộ à? Đánh thế nào được? Cái thuyền pháo của nó vẫn chưa đổ bộ, nó chỉ cho đổ bộ thuyền
chiến rồi. Bắn. Mấy thằng này đánh lì ghê nhỉ. Chúng nó bắn tên thì không sợ thấm, nó không thấm lắm bởi vì là chúng ta có đội hình Testudo nó bảo vệ rồi. A unit has used all available ammunition. Pháo mình hết đạn rồi. Mấy thằng này chết gần hết rồi, không dám di chuyển nữa này. Hết chưa nhỉ? Nó còn những cái đơn vị nào nguy hiểm như quỷ đá này, những đơn vị tầm xa chúng ta cần phải tiêu diệt. Đội này lên giải quyết cho nó nhanh. Đây. Tốc của đội hình kim cương thì cũng nhanh dẻo lắm. Rồi, Long Ba Swordsman. Đây. Long Ba Swordsman. Diệt bằng hết luôn. Ở đây là lính La Mã đấy chứ. Quân sa mạc đào ngũ này là lính La Mã đấy. Đó, chả mạ. Ủa
lộn thôi, rất là mệt. Quá nhỉ, sao nó không chịu đổ bộ hết đi nhỉ? Tưởng thế nào? Chậm luôn bây giờ. Mấy kỵ binh đâu nhỉ? Sao lại kiệt sức được? Nước tăng sẽ bộ binh cận chiến. Vỡ đội hình hết cả. Đánh nhau với quân đoàn của thái tử Úc Vũ. Trời, thảm sát ở đây. Con sa mạc này, cuộc chiến thắng dứt khoát và mình đã kiểm soát được toàn bộ cái tỉnh này rồi. Mặc dù quân địch rất đông nhá. Ôi, pháo của mình lã được chết đến tận cái gì, một đội nó bắn hơn 600 thằng cơ. Vãi cả pháo. Chiếm đó, chiếm được 7% hồi quân. Ồ, chả mất thằng nào luôn. Vãi. Đấy, xong trận không chết lính nào. Ồ. Được. Được. Carthago Nova. Thôi qua lượt đã nhỉ? Mình đã giải quyết được khá khá rồi. Kẻ xâm lược nước ngoài của Tướng Hung Nô. Hung Nô nó đốt gần hết đây rồi. Mấy kệ nó thôi, mình cho cái quân đoàn này về đã. Học độ chứ nhỉ? Rồi, Hung Nô đã sắp giải quyết xong khu vực này rồi. Thống đốc à? Lương thực. Vùng này thì nếu được cộng thêm 1 nữa thì nó sẽ tăng được đáng kể đấy. Thank you.
Cái thằng sắc sông này nó làm cái trò gì mà nó lại cử mấy quân đoàn lên đây nhỉ? Thích làm loạn cho đất của mình à? Định ám sát quân mình. Ồ, có lực lượng nổi dậy kìa. Có lực lượng nổi dậy kìa. Ách chà chà. Hung nô. À đúng rồi, thằng hung nô nó còn phải chiến tranh với mấy thằng phương Bắc này, nó còn giết lốt á. Nếu mà hết rồi thì chắc nó mới tiến xuống phía Nam. Bây giờ nhiệm vụ của mình chỉ là làm sao để duy trì cái tình hình như thế này cho đến năm 450 là chúng ta sẽ hoàn thành chiến dịch này. Có nghĩa là về mặt các cái công trình xây dựng các thứ thì mình đã hoàn thành trước cái thời điểm, nhưng có cái vấn đề năm thì mình không thể làm nào được. Phải chờ đúng đến năm đó thì chúng ta mới gọi là hoàn thành được chiến dịch được. Ủa lãnh chúa. Ok. Ready for orders. Ở đâu chui ra mấy anh La Mã thế này nguyên? Thích nổi dậy à? Thích nổi dậy à? Thích nổi dậy à? Get moving. Đánh sau còn hồi quân được nhiều hơn nữa trước khi đánh. Sửa lại cái nhà thờ này. Đây công trình cộng đồng. Rồi ok. Sửa lại cái thanh này này. Ồ. Hoa từ từ. Xong. Thế là xong. Đúng rồi. Bây giờ mà mình thực hiện một cuộc tấn công đổ bộ vào đánh chiếm thành này của nó thì chắc là to đấy nhỉ. Nhưng mà có thể mình sẽ đàm phán hòa bình. Đấy, nó chịu mà. Một cái hiệp ước hòa bình với mấy thằng châu Phi này cũng là một cái điều tốt. Dù sao thì mình cũng không muốn đánh nhau bọn nó. Hai thằng này. Thằng này thì chiến tranh với hung nô này. Thế bây giờ mình. Thằng này thì bỏ nhà đi bụi đời rồi. Chiến trường phương Bắc thì bây giờ còn vài cái vùng ở phía Bắc mình chưa có thành cấp 4. Có thể là mình sẽ. Đây. Một trong những cái thành mà chưa lên cấp 4. Có lẽ bổ sung quân nữa đó. Khu vực này thì ở đây có hai cái thành cấp 4 rồi. Không sợ. Một Panonia. Mình nghĩ là ổn mà. Điều động lực lượng lên đây đã. Nhiệm vụ của mình bây giờ đâu cần phải đi tấn công nhiều đâu. Phòng thủ thôi là được. Đề phòng với trường hợp chiến tranh thì cứ để thằng này ở đây để nó có thể khi cần, nếu là thằng Sassanid nó có thể vượt biển nó từ Constantinople nó sang thì nó có thể đánh, nhưng mà khả năng cao thì nó cũng không đánh được bởi vì Hung Nô còn đang đứng ở đây. Nhưng mặc dù là Hung Nô nó
chúng nó hiện tại thì không chiến tranh với Sassanid, nên là chúng ta cũng không không thể dựa vào đó để mà giải quyết được một cái hiệp ước hòa bình với mấy thằng châu Phi. Rồi, rút một quân đoàn ở đây xuống, mình nghĩ là cần thiết. Cho quân đoàn của nhà vua xuống đây. Mình nghĩ là mình sẽ cho hai quân đoàn lên phương Bắc này để đề phòng vùng phương Bắc. Hạm đội này có lẽ đóng ở đây là đủ rồi. Thử xem là cái thằng Sóc Sông nó tính làm cái trò gì mà nó lại... Cái hạm đội này sẽ được rút lên trên đó. Đấy là mình là lo xa thôi. Thực ra thì mọi kế hoạch của mình là đều dự phòng để tránh tình huống xấu nhất xảy ra, chứ không phải là mình đợi có chuyện bắt đầu mình mới điều quân. Đây này. Nói chung để mà hai thằng này nó đánh thì chắc là chưa, nhưng mà chắc chắn là Hung Nô nó sẽ truy sát bọn này. Bởi vì Hung Nô hình như nó đang chiến tranh với thằng này, đúng không? Chính xác. Cứ để tình hình xem thế nào đã. Trước mắt thì bây giờ mình cứ ổn định cái vùng này, tiêu diệt lốt thằng này ạ. Đợi quân đoàn của nhà vua xuống nữa thì kết hợp đánh. Thôi, qua lượt. Rồi Hung Nô nó sẽ tàn phá hết cái khu vực này. Điều đấy là chắc chắn luôn. Chỗ này có 3-4 quân đoàn của Hung Nô thì chắc là đủ. Nó sẽ đốt sạch. Thằng Sóc Sông nó cứ chạy trên đất của mình là cũng phải đề phòng. Tại sao nó bỏ hết cái vùng phía dưới này, nó lại chọn lên vùng đảo Anh nó đứng thì mình chưa hiểu, nhưng mà nói chung chúng ta không nên chủ quan. Bởi vì nhiệm vụ chúng ta không phải chiếm thêm thành nào nữa, nhưng mà cũng phải giữ được những cái thành hiện có. Nếu không là mình cũng thua. Không đủ số thành. À đủ rồi, nếu bây giờ mình đánh thêm, chiếm thêm thì mình có thêm 6 mấy thành rồi, nhưng mà lãnh thổ phương Bắc của mình rất là ổn định. Không có lý do gì mình phải để một cái thằng dở hơi đó dám làm loạn. Junte thì có lẽ là không còn nhiều quân nữa. Mình sẽ chờ vài lượt nữa, đợi quân đoàn của nhà vua xuống đây và mình sẽ kết hợp hai họng kìm mà tấn công nó. Take this subsidy. Một hiệp ước hòa bình. Our treasuries were overfull. Rồi, chúng ta cũng chẳng cần phải chiến tranh với mấy thằng châu Phi nữa. Vì đánh nhau với mấy thằng châu Phi này mình cũng có được cái gì đó. Nhiệm vụ của mình không phải tấn công bọn này. Rảnh tay cho mình giải quyết những vấn đề khác. Kệ bọn châu Phi nó thích làm gì thì làm. Mà thằng châu Phi này ngoài mình ra nó còn chiến tranh với cái thằng gì ở phương Bắc nhỉ? Ừ, thằng đấy tưởng từng là đệ của mình. Thằng Hung Nô nó sang đây để nó tiêu diệt lốt thằng Sóc Sông rồi. Ồ. Lực lượng của Hung Nô còn rất đông. Ai là thằng này nó cũng cử quân lên nó đánh thằng Sóc Sông này. Châu Phi mà lên tận đảo Anh. Kinh quá. Quý tộc sinh con à. Nhiệm vụ hoàn thành, truyền bá tôn giáo. Ôi con vợ xấu này không lấy làm gì. Ảnh hưởng quyền lực của chúng ta lên 32 rồi. Tăng quá nhanh. Vừa mới chỉ có mấy năm trước là chúng ta có 20. Bây giờ nó lên 32 rồi. Vấn đề tăng trưởng nó là rất nhanh. Quân đoàn chúng ta từ từ sẽ hồi phục. Sẽ là không dễ dàng đâu.
đóng vào cái cả này. Đây rồi, mấy anh hung nô của anh đã lên đến đây rồi, mấy thằng này chuẩn bị chết đòn rồi. Bây giờ mới 5446. Thằng này sẽ có một cái nhiệm vụ nữa, có thể gọi là nhiệm vụ lịch sử. Mình nghĩ là như vậy, đó là tấn công thành công Constantinople. Nhưng có lẽ là để tấn công được thành công Constantinople chắc là mình phải bổ sung cho nó thêm ít thuyền nữa, chứ còn như thế này chắc không đánh được. Cái này nó chỉ mở khóa tuyển dụng à? Thuyền chiến, tháp, thuyền nhẹ, cướp biển. Thực ra mình có phải thiếu cái thành nào nữa đâu, mình đủ rồi mà. Nhưng mà cũng muốn có một cái cuộc chiến nào đó để khôi phục lại được Constantinople. Có khi mình phải chiếm lại cái vùng này, lấy làm cái bàn đạp để tấn công sang kia cho nó dễ. Nó chả có ý nghĩa gì về mặt quân sự cả, nhưng mà tốt rồi. Quân đoàn này lên đây. Quân đoàn này lên đây. Tường thành cấp 4 thì hoàn toàn không phải sợ thằng nào hết. Âm 2 lên thực à? Thiếu lương thực quá nhỉ? Hôm nay nó còn chưa có nhà thờ. Không cần. Đang thiếu lương thực. Vệ sinh cộng 3. Đây, đứng phòng thủ đây. Chỗ này nó có tường thành rồi thì nó không tấn công được. Hoặc ít nhất muốn tấn công nó phải vây một lượt. Quân của nó cũng không có gì ghê gớm, không sợ. Phòng thủ được, với cái lực lượng này hoàn toàn phòng thủ được. Cho quân đoàn của thái tử. Thái tử đầy quân rồi này. À, hết chiến tranh ở đây rồi. Cho hạm đội nóng ra đây cũng được. Thái tử lên bờ luôn. Lượt sau tấn công. Úi dồi ôi, cả quân đoàn của nhà vua, cả thái tử ở đây à? Thằng này dẹo rồi. Có thể thì mình sẽ đánh chiếm thành công Constantinople thì đánh gọi là mang tính chất lịch sử thôi, chứ còn vùng đấy nó không có nhiều ý nghĩa lắm. Bởi vì nhiệm vụ là mình đã hoàn thành rồi, mình không phải chiếm thêm đất là ở vùng nào cả. Nhưng mà mình vẫn thích cái thành công Constantinople, một trong những cái thành có thể nói là rộng lớn nhất, bậc nhất. Bơi ra biển này. Mấy thằng hung nô khả năng scout nó sẽ tàn sát hết cái bọn
Đúng rồi. Đây này, các đơn vị quân thì của nó sẽ xử lý nốt mấy thằng Japanic ở phương Bắc này nữa. Làm gì đấy cơ? Tộc sinh con. Quái nhỉ, cái vùng này làm sao mất vệ sinh thế này. Vấn đề của nhà nước cống phẩm nhận thôi. Có cống phẩm nhận thôi. Một loạt các cái chức vụ đã được hết nhiệm kỳ. Ta lại phải tiếp tục bổ nhiệm đám con ông cháu cha vào các cái vị trí quyền lực để tiếp tục gia tăng ảnh hưởng của gia phe phái. Nó chẳng có gì giỏi, chỉ là vì nó là con ông cháu cha, thế nên nó được bổ nhiệm thế thôi. Rồi. Cho thêm cả mấy tướng phe khác vào để cho chúng nó khỏi bất bình. Đấy là được cái gì? Quân đoàn của Thái tử đây rồi. Besieging settlement. None will escape. Quân đoàn của nhà vua. Ai chà. Cũng khó nhỉ. Aidan Kishitan. Ngăn không cho cái hạm đội nó tiếp viện à? Và quân đoàn này cũng không cần phải tấn công nữa. Đánh như này chúng ta thắng chắc rồi. Mà mình thích đánh ban đêm. Cho cái thuyền pháo của nó vào nhỉ. Yeah. Mình sẽ diệt được cả đám à. Khỏi cần. Chấp nó luôn một quân đoàn nhỉ? Bỏ cái này đi là chấp nó luôn quân đoàn này. Chấp nó luôn. Đánh ban ngày cho nó sáng sủa. Tắt đi và chúng ta sẽ không điều khiển lại một quân đoàn tiếp viện nữa. Đám này không có nhiều quân lắm đâu mà. Đây là một cái làng nhỏ. Ồ, toàn nuôi chó thôi. Đây, đứng ở đây thì chúng nó tha hồ tấn công vào đây đúng không?
Shields up! Battle group ready! Defensive Testudo! Grouped and ready! Thái tử cơ mà. Quân đoàn này là quân đoàn của Thái tử. Đội kỵ binh này khá mạnh thật. Bắn đây phát cho anh. Nó đông quân phết đấy. Đùa được. Bên hai nó cũng nuôi nhiều chó nữa. Trận này chúng ta không dùng quân tiếp viện. Mặc dù đây là nó báo là có thể tiếp viện, nhưng mình chọn giải pháp là không dùng quân tiếp viện. Cái tháp này nó sẽ cháy thôi mà, không cần bắn nữa. Nó sẽ bị cháy lan, lửa nó sẽ lan vào đó. Their tower has fallen. Good news. Chẳng ra sói đánh thuê. Sổ mấy thằng này là mấy thằng Viking phương Bắc. Mấy thằng diều binh nữa này, chơi đội hình giãn cách à? Cháy nguyên cả một khu là nhà của nó luôn này. Chuẩn bị nó đến rồi, ném phía luôn đi. Rồi, phía luôn, ném mưa phía luôn vào đầu nữa. Tội gì có phía luôn phải ném. Chỗ này toàn lĩnh speed, không ngại. Mỗi thằng này dìu
bọn chó này thì mình không cho kỵ binh tấn công được. Kỵ binh của mình mà tấn công là mình toi. Pháo đâu, tấn công. Thủ lĩnh đột kích Bắc Âu à? Hạng nặng à? Ui dồi ôi. Chạy ra đến nơi chọc dẹo. Còn có quân đổ bộ là hải quân nữa cơ mà. À đâu, trận này mình ngăn không cho hải quân nó tiếp viện rồi. Cái quái gì trong này? Sao khẩu pháo mình lại bị thương nhỉ? Pháo bắn lẫn nhau à? Swordsman, bọn này đang tràn xuống. Quá, mình nhớ là nó còn mấy cái thuyền nữa cơ mà nhỉ? Một cơ số tinh thần của binh sĩ. Đẩy đội hình xuống. Chém đến đỉnh. Chạy hết rồi, chạy hết rồi. Nó còn đội hải quân mà. Rõ ràng mình biết là nó còn đội hải quân mà. Đã thấy nó vào đây đâu. Tràn xuống. Giết cả tướng nó này. Quân chạy hết rồi. Lấy lại tinh thần. Their general has been killed. Excellent. Rồi, còn vài cái thằng tàn quân, tha cho nó. Úi dồi. Đâu nhỉ? Nó phải còn quân nữa chứ. Nó có lực lượng hải quân nữa cơ mà. Thế đâu vậy?
À, mình đánh kiểu này là đánh cái chế độ mà tiếp viện lần lượt à? Thế thì nó vẫn phải còn quân chứ nhỉ? Nó lại đổ bộ thêm vào quân này. Chế độ này nó không cho tiếp viện, chỉ có 20 đơn vị quân một lượt à? Khu định cư của chúng ta bị cháy. Cũng không hiểu lắm về cái chế độ này. Có thể mình sẽ nghiên cứu theo cách cái chế độ này là như thế nào. Yeah. Vùng này thì hết rồi, cho quân vào thôi. Đây. Bây giờ cái lực lượng này của nó mới được phép tiếp viện à? À. Hình như kiểu này là kiểu đánh 21. Tháp cây này sắp sập nơi. Nó còn một cái tháp cây này nữa. Khả năng cao nó ra đây để đổ bộ. Ra đây đón tiếp luôn. Toàn lính dìu nhá, chất như nước cắt luôn. Ra đây sao nào, ôi dồi ôi, lên bờ thôi. Đổ bộ đây. One of our units can no longer fire. Ui, bắn 71. Phí thế. Chúng được thêm phát nữa có vẻ nó sập không? À, nó có thuyền pháo thì không nên đứng gần này đâu. Nó có thuyền pháo thì đứng... đây rồi. Bắn tên nữa này. Ái dạ ơi, thuyền pháo nó bắn xa thế nhở. The enemy is going for our general. Protect him. Đổ bộ đi cưng. Ồ, cẩu xa thế. Được. Chọn một cái chiến trường mới nhỉ. Mãi cái chiến trường ở góc của chỗ đấy tốt rồi. Bây giờ mình sẽ đánh thử ở đây phát cho.
Nó không chịu đổ bộ à? Ơ à. Nó không chịu đổ bộ, mình thua chứ nhỉ? Nhưng lại nếu mình chọn là đánh đêm nào sẽ không có đơn vị để tiếp viện. Ok à? Nó không vào. Mà nó chơi lầy thế nhỉ? Ơ. Hạo đội để có nó lầy à? Thích chơi lầy à? Hết giờ mình thua chứ nhỉ? Mình công mà. Cái trò không chịu đổ bộ là cứ đứng ở trên biển này thì mình cũng chơi rồi đấy, nhưng mà AI này nó không khôn như thế chứ nhỉ? Nó về nó rút đi đâu hết này? Đây à? À, biển này cũng đẹp đấy. Cũng được. Tóm lại miễn là cái đổ bộ là được. Ây chà. Bờ biển bên kia thì không đổ bộ, ra tận đây đổ bộ. Rồi, thuyền pháo cũng đổ bộ rồi. Ok. Tất cả đã đổ bộ đúng không? Ok. Chỗ này có cái gò đẹp thế. Có vẻ nó đã tiến vào nhà đó à. Bọn này nhiễu quá. Đánh thì đánh luôn đi cho rồi. Chạy lòng vòng. Mất việc của anh. Nào, ăn. Chạy vào mặt sau à? Vậy cho Testudo ra đây đứng sẵn đi. Sung sức. Binh cận chiến à? Sợi, sợi, sợi. Kinh nhỉ? Cậu tắt sườn mình nhỉ?
bên ngoài. Mấy cái thằng này láo này. Cung thủ nó tuyết đằng sau rồi. Chơi. Thằng gì mấy cái thằng dìu này. Úi giời ơi đây này. Dìu binh Bắc Âu à. Hết. Chúng mày làm mất thời gian của anh quá đấy. Tàn sát lốt bọn này nhá. Bọn hải quân này là phải tàn sát lốt này. Không kiểu tí nữa là nó còn. Tàn sát hết bọn hải quân này. Mấy thằng này nó nổi điên. Chạy nhanh lắm, mấy anh Long Ba này. Quân đoàn thái tử cơ mà, ai là nó 4.000 quân, 5.000 quân nhưng mình có đánh trận đâu, mấy thằng kia đứng ngoài mà. Chết toàn bộ. Thirsty for battle. À, nó có tận 6 đơn vị nên là hai đơn vị này nó không được vào đánh trận đúng không? Úi giời, tưởng thế nào? Ready for orders. Ra đây đã. Chưa tấn công được cảng này của mình. Nó còn thành nào ở đâu nữa nhỉ? À đây du mục rồi. Nó thành quân du mục rồi. À, thông báo là bọn này nó đang cướp bóc nhà mình nhỉ? Rồi. Set up a watch. Warriors all. Cái gì đây? À, lưng giáp cho kỵ binh, giáp và đan cho kỵ binh. Phòng thủ cận chiến 75, tấn công cận chiến 77. Khá cao. Sát thương cận chiến 57 nhưng cái rất cao. Cung nô nó đuổi hai thằng này cùng trời cuối đất luôn. Tuy là đã có tường thành nhưng vẫn cứ lên có quân bảo vệ cho nó chắc. Tốt rồi.
Mấy anh Ante này vẫn còn sống sót cơ. Trời ơi, bao giờ mới đến năm 450 đây. Nó thành đội quân du mục rồi. Ô, ám sát chết tướng của mình à? Đúng nhỉ? Châu Phi đánh nhau loạn xạ. Trong khi chờ đến năm 450 thì chắc là mình sẽ giải quyết được khá khá chiến trường. Phía Bắc này thì có thằng nào một thằng ở đảo Anh. Ai à, cử đến hai quân đoàn lên cơ à? Ý da, có chịu được thời tiết lạnh ở phương Bắc không đây mà cử đến hai quân đoàn lên thế. Daxia Châu Phi bị hủy diệt. Quyền lực 32%. Vùng này chưa có nhà thờ. Nói đi chế độ thường thôi, đi chế độ hành quân này dễ bị dính phục kích chết đấy. Hết à? Ready for battle. Lại sang đây. Hạm đội này của nó thì coi như xong. Yes. Ships to port. Chẳng có cái thuyền gì mạnh lắm nhỉ. Nói chung cái thằng này nó không thiên về hải quân. Ready for battle. Thái tử. Xem nhà vua. Quân đoàn của nhà vua gọi là chất. Tấn công cận chiến 78, phòng thủ cận chiến 76, sát thương cận chiến 61. Kinh nhau. Oánh ăn làm sao được. Bên này nữa. Battle.
Nó đang đứng ở trên kia thì tấn công cái làng này cho anh. Làm gì mà đi ra tận đây này? Đi xa gớm nhỉ? Năm 447. Có nghĩa là mình tấn công quá nhanh nên là cái chiến dịch này nó không thể hoàn thành được do chúng ta chưa đủ thời gian để hoàn thành. Mình tấn công quân sự quá nhanh. Nhà vua của mình già lắm rồi, chắc sắp qua đời rồi. Khu vực châu Phi yên bình. Thằng Sassanid nè, có nên cử một hạm đội nữa sao nhỉ? Chiếm thành công Constantinople là sẽ là nhiệm vụ cuối cùng, chắc là nhiệm vụ cuối cùng mà mình đề ra cho bọn này. We implore you. Từ từ. Anh đang điều quân lên đấy. Quân của anh lên phát thì anh sẽ chiến đấu. Yên tâm. Acha lên bờ rồi. Một phe phái bị tuyển diệt. Quyền lực cộng thêm một trung thành. Mình bổ nhiệm cho nó tăng trung thành thôi. Còn thằng nào chưa có chức vụ gì không nhỉ? Mình 6 tuổi. Sắp lấy chồng được rồi. Sắc sông. Đây rồi, tại sao mình chưa nâng cấp cái này nhỉ? Hội đồng vũ điệu Kodan này sẽ tăng 15% và sát thương của vũ khí này. Sát thương cận chiến cho tất cả quân chính quy. Mạnh hơn rất battle. Nhiều. Warriors all. For the tribe. Cho cái hạm đội này thêm quân để ra khử 5, 6, 7, 8. Đuổi chết cái hạm đội này nó luôn. Ready for battle.
tấn công. Khu có quân ở khu mỗi thằng cung thủ này làm ăn gì chiếm. Ready for battle. À đây đã, xây cái công trình vệ sinh ở đây. Ôi, quân đoàn này còn chưa kháng tuyết được này. Có thể thành lập thêm được một cái hạm đội nữa không nhỉ? À thoải mái mà, thêm được một quân đoàn và một hạm đội nữa. Thêm được một hạm đội nữa. Rồi. Ơ. Thằng Châu Phi này. À. Xem chừng thì nó cũng không ưa thằng này đâu, nhưng nó vẫn đang giao thương với nhau, nhưng nó cũng không ưa nhau đâu mà. Bởi vì nó cùng là La Mã. Sao thằng này tướng gì mà toàn một rank này mà tướng cấp 7 rồi. Ô vãi trưởng thật. 66 tuổi ở sắp dẹo rồi. Mù. Mù. Ai cũng yêu hắn. Cho làm chị An thì rất tốt. My people wish to offer you this. Hòa bình làm sao được. Trời ơi. Mình rất thích đánh chiếm các cái thành phố ở cái vùng Địa Trung Hải này. Vì thành của nó rất đẹp. Vấn đề là không chắc là nó còn giữ được không, bởi vì là bọn Châu Phi này kiểu gì lại đánh nhau tiếp cho con. Mà không biết thằng Châu Phi này có đánh nhau thằng Sassanid rồi nhỉ. Chưa kiểm tra. Ai già. Đưa quân đi đâu thế. Chúng ta tấn công quá thần tốc nên là chúng ta hoàn thành về mặt xây dựng và quân sự trước thời gian quy định. Ô ô ô, Hùng Nô nó ra tấn công kìa. Hô hô hô. Có trận này tham gia cùng Hùng Nô tí cho vui. Chả mấy khi anh Hùng Nô anh mời tấn công. Mặc dù mình thì cũng chả có cái quân gì cả. Ôi, phải cẩn thận mấy thằng Slaver này nó bắn tên độc đấy. Nhưng mà quân của nó chết gần hết rồi. Nó bị tấn công từ hai phía. Quân mình thì tấn công từ đằng sau. Reinforcing troops and not a moment too soon. Cái thằng kẻ giết ngựa này thực sự mình chưa bao giờ mình biết dùng nó kiểu gì luôn ấy, mặc dù nó là anti-lock chuyên chống kỵ binh ấy. Hmm.
nó có cái skill gì đây, tăng tốc độ, giảm tốc độ xung kích. Quân địch sẽ khiếp sợ sức mạnh của chúng ta. À, cái lính này chỉ là lính trong thành của mình thôi mà. Ui dồi ôi, kỵ binh của Hung Nô nó tràn đến đây. Lâu lắm rồi mới lại được xem các anh Hung Nô. Rồi. Ây dồi, kỵ binh Hung Nô nó tràn tận đây. Ôi kìa, đội ngựa này của nó đi khử xe bắn đá à? Còn có mấy con nó đi khử à? Ôi dồi, cẩn thận đi, kẻo cung độc nó bắn á. Sợ lắm, cung độc này nó bắn là chết hơi nhiều. Rồi, kết hợp với cái binh nồi tàn phá thế giới. Úi trời ơi, rồi tuyệt lắm, nhìn thấy mấy anh hung nô đẹp trai đây rồi, ra đây quẩy bọn tiến thủ nó này. What the hell? Ôi, xa kỵ của Hung Nô rồi. Chạy làm sao thoát được? Xong. Rồi. Thế nó xong một thằng nữa rồi. Phe này thế nó bị hủy diệt rồi. Mình tham chiến cùng với Hùng nó này là nó sẽ tăng điểm ngoại giao với mình lên đấy. Trời, xong luôn. Chết không còn một móng. Tốt rồi. Đây, còn thằng này chiến tranh với Hung Nô nữa này. Kiểu gì thằng Hung Nô nó chả khử mày. Quân ly khai Ả Rập nghe giống như kiểu mấy thằng An Tây bị tiêu diệt. Thống nhất quân đội lãnh chúa Vodan. Đây à? Chuẩn bị. Ui dồi ôi, Hung Nô nó cắm lên mấy quân đoàn đây cả. À đây, mấy thằng này sang đây để thử sức Hung Nô à? Well met. What do you wish of me? Thông minh đấy, đi thử sức Hung Nô là thông minh đấy. Xây thêm được công trình mới à? Cho nó khỏi âm lực thực đã. Thế là chúng ta xem nào. Ô, mình 23 phe phái bị tiêu diệt. Xong hết rồi mà. Còn mỗi cái nhiệm vụ chờ đến 450 thôi. Thế mà quay quầm. Thirsty for battle.
quân đông phết nhỉ. Đô đốc, đô đốc. Có gì đâu, mời anh Hung Nô anh vào anh đánh cùng. Thế thôi. Có quân đoàn nào của nó ở ngoài này không? Chắc không. Get moving. You have further orders? Get on our way. Đây có một quân đoàn của Hung Nô. Gã anh Hung Nô anh đi chiến cùng được ngay có gì đâu. Thằng này nó không chiến tranh với thằng Sassanid đâu. Quân nổi loạn Tây Mà La Mã. Căng. Lần sau xử lý bọn ở phía bắc này. Cuộc chiến của chúng ta bây giờ chưa bao giờ mình lại thực thảnh thơi như thế. Đừng có ám sát nữa, con ông cháu cha toàn đây còn con ông cháu cha đấy. Trận chiến này có Hung Nô yểm trợ nữa thì tuyệt rồi. Chạy hết à? Khỉ, thằng sắc sông này nó làm trò gì đấy? Quân đoàn của nhà vua mà đứng ở đây thì hơi phí nhỉ? Đế quốc Sassanid. Thành công Stantinop đang chờ chúng ta. Nó chiếm để cho nó mang tính chất cho nó oai đi chứ còn thực tế bây giờ mình có cần để đánh cái gì đâu. Thôi xong thằng này Hung Nô nó đuổi cho mình tới lời tới số luôn. Từ rồi yên tâm, lượt sau thôi là sẽ được đánh nhau. My unflinching master will burn your cities, thằng này tuyên chiến với mình à? Your villages, your dung heaps. Until the sky is done. Thằng La Mã tào lao này nhỉ. Quý tộc sinh con. Thuyết phục thằng Hung Nô thêm một cái việc gì đó nữa. Let us have good wine until we can talk no more. Join your mighty strength with ours. Chơi luôn, lấy điểm ngoại giao. Dàn xếp hôn nhân à? Đại hãn của nó là thằng nào đây? 49 tuổi. Mình cần nó chiến tranh với thằng này. Cho nó thêm ít tiền nữa. Chín nghìn vẫn chưa phải là đủ nhiều à? Ái da. Thấp. À
rồi, đề nghị được thằng Hung Nô mà tham chiến chống lại thằng Sasanit nữa thì là đúng đẹp bộ của mình luôn rồi. 46 tuổi rồi thì có thằng nó rước đi là may lắm rồi. Có 15.000 nó vẫn chưa chịu. Mười 8.000 đi. 17.000. 16.000. Rồi, ok. Ok. Úi dồi ôi. Tao tài. Để thế chứ. Thế nhá, cái thành này à. Không có tường thành. Thành này cũng không có tường thành. Thirsty for battle. Get to it, men. Is that all? Lên đây đã để up lính lên kiếm vàng. À, lần sau mới được. Mình làm hết tiền cho thằng Hung Nô rồi. Mượn được anh Hung Nô tuyệt quá nhỉ. Giờ thì tốt rồi. Hung Nô sẽ cùng mình tham chiến. Phải có Hung Nô đi cùng thì sẽ đánh sang Sasanit chẳng có gì là khó cả. Nếu có Hung Nô cũng đi cùng. Ví dụ như một trận đánh như thế này, chẳng mấy khi được anh Hung Nô anh đánh cùng làm tí cho nó rực rỡ nhỉ. Coming storm, cơn bão đang đến. Đúng rồi. Thành của nó sẽ đập cho đổ nát luôn đúng không? Úi giời. Khả năng cao là nó sẽ có mấy khẩu tháp canh nó bắn ở chỗ này. Mình nhớ là lần trước mình bị ăn dính thắp canh nó bắn cái này rồi. À đây, đánh từ hướng này đi. Đánh từ hướng này nhưng mà đặt xe bắn đá ở đây, không đặt ở trên đồi nữa. Đặt ở đây thì pháo của nó, pháo hạng của nó cũng không thể bắn được. Mất tầm nhìn nó không bắn được. Quá nhà tướng của mình bị làm sao này? Bị ám sát à? À nó bị đầu độc à? Chắc bị quân nó đầu độc. Đứng ở đây nó bị khuất tầm quân địch. Nếu mà nó có pháo hạng nó cũng bị khuất tầm nhìn, nó không tấn công được. Đấy. Bắn đây cho anh. Đâu à, đồng minh của chúng ta đâu ạ? The enemy should know when the odds are hopeless. Một trận chiến thú vị. Bốn mươi hai phần trăm, 85. Ok, bắn vào đây. Cái này cũng bị cháy 21% rồi. Cháy hết nhà cửa làng mạc của nó rồi.
enemy gates are obliterated. 40%. Their tower has been destroyed. This bodes well. Rồi ok, phá tường thành phá lại. Tường thành này. Phá tường, tháp canh đã sập. Rồi. Lên là anh em. Nó không có thuyền pháo đâu, chỉ có thuyền đâm hút thôi. To. Cái thành này đúng ra phải là thành của La Mã đấy, nhưng mà rất là đẹp, bị mấy thằng dợ này nó chiếm nên nó biến thành cái thành của này. Mày đứng ở trên tường này. Bắn tiếp vào đây cho anh. Rồi. Tiến vào thành thôi. Cho mấy thằng La Mã đi trước ạ. Xem tình hình chúng nó thế nào đấy. Quân nó chết gần hết rồi. Bọn này cũng vậy. Cho cái đám đổ bộ kia vào đây xem thế nào. Bị binh đâu rồi. Chiếm thủ phủ là nó thua mà. Nó không đổ bộ, nó chết bây giờ. Ai chả anh không đâu, anh tiến theo hướng này, mình theo tiến theo hướng ven biển. Vào thành nó luôn. Chưa có ý định đổ bộ à? Cộng 2 phòng thủ trận chiến. Tiến vào đường này thì nó sẽ đi đến đây, đây. Tiến vào đây à? Có cái tháp canh này nữa thôi. Vì bên này Hung Nô nó cũng đến rồi. Úi dồi. Để phát chết sạch. Vào thành. Cho được xây bắn đá vào thành nữa. Nó còn quân đâu nữa nhỉ? Hết rồi chứ. Đấy, mấy anh Hung Nô anh đang phá cổng thành ở đây. Phá cái này thì đến bao giờ? Rất nặng này, bộ binh. À, toàn lính đời cuối đấy chứ đùa đâu.
Đúng rồi, vào đây. Có bọn La Mã này là được rồi. Có bọn La Mã là có thể bảo vệ được cái mấy Long Ba rồi. Độ này thì mạnh rồi nhưng không cần thiết. Quân địch tấn công đồng minh của chúng ta. Nó không dám trèo lên bờ hay sao nhỉ? Long Ba Swordsman. Ôi rồi, khổ quá, nông dân này. Ui rồi ôi, sao lại ra đây? Ôi ôi, bọn này dã man quá, mấy thằng La Mã này, nó đi vào làng nó giết cả nông dân như này. Ôi, chúng ta đi ban phát dân chủ kiểu này à? Chỉ là dân thường thôi mà, không phải binh lính đâu. Phía bên này rồi, thằng đồng minh của mình nó bắt đầu tiến vào rồi. Bây giờ mới đổ bộ à? The enemy tower is no more than wreckage now. Nó làm mình bị phân tâm, mình phải giải quyết hai chỗ cùng một lúc. Rất khôn, bây giờ nó bắt đầu mới tấn công khi quân đội của mình tách thành hai lửa. Dăm ba cái thằng bộ binh cuối này. Làm loạn. Ba cái thằng bộ binh cùi này mà cũng thích làm loạn. Bắn hết cả tên rồi cũng chết được mấy thằng đâu. Ôi dồi, cuộc gặp gỡ của hai đại cánh quân đây rồi. Mà thêm mấy thằng này không trèo lên đây làm, đứng ở đây làm gì?
cho nó dồn vào đây. Mấy thứ mấy cái thằng này quá. Dạ kỳ hung hô vào đây rồi. Mấy cái thằng quân vớ vẩn thích làm loạn lên nhỉ. Mấy cái thằng quân tào lao thích làm loạn. Ấy giả ơi, khu định cư của chúng nó bị cháy nhỉ. Quân Hung Nô nó cũng đã tràn vào nơi đây rồi. Đánh ăn thua gì. Rồi, rồi ôi. Bọn Hung Nô nó cũng mò vào tận đây rồi. Ôi rồi pháo Hung Nô nó vẫn còn nã kìa. Ôi rồi, cháy hết nhà của anh rồi. Thôi khỏi. Mày cái thích nhờn nhờn cái kỵ binh của anh à? Hả? Mấy cái thằng hải quân này đúng với đại tướng à? Chết sạch. Hay quá. Một trận đánh liên hợp này nó mới thú vị chứ. Rủ dê được anh Hung Nô anh đánh cùng tuyệt thế. Còn quân đâu nữa? For the tribe. Ready for orders. Hết tiền, hết tiền, hết tiền. Hết tiền. Thế thì phải cử thêm mấy quân đoàn nữa sang đây đánh nhau cho vui chứ nhỉ? Chìm xuống. Mấy cái thuyền cùi đấy thì không quan trọng. Rồi. Warriors all ready for battle. Vượt biển thôi. Nhà vua cũng vậy. Đang có món ngon ở phía bên này. Không đánh nhau ở đây nữa. Bên này có để cho thằng đồng minh không? Làm việc được không? Đô đốc còn có hai thằng. Dẹo đi cho nó khỏe. Thôi cứ để một quân đoàn ở đây.
Chiến trường phương Bắc. Qua cái liệt này đã. Nói chung là ổn đấy. Chúng ta sẽ tiến ra Constantinople. Ây da. Bây giờ thì chúng ta đã thuyết phục được Hung Nô đánh nhau với Sassanid rồi, nên là cái thằng khỉ nó chạy khắp đất nhà mình làm gì nhỉ? Mình đang định khử nó mà nó cứ chạy lông lông nhông này, mình đánh làm sao được? Ây chà. Thuyết phục được cái thằng châu Phi nó đánh nhau với Sassanid nữa thì vui nhỉ. Úi già, định tấn công Hung Nô à? À, thuyết phục Hung Nô xuống tấn công bên dưới, đúng rồi. Thằng Hung Nô nó còn nhiệm vụ tiêu diệt bọn ở trên này nữa. Ai à? By the flame, I will have my lord's torturers prepare special excruciations. Oh, cowardly one! Until our thằng khỉ gió này. Thất bại ám sát nhân vật. Rồi kiếm vàng đây này. Ôi ôi, quân đoàn này kiếm vàng đang lên áp thế. Ui. Mạnh vãi lúa nhỉ. Lên kiếm vàng như rank ở thằng này thấp quá. Thằng này dễ tấn công vào đây ấy nhỉ. Quên mất mình nhé, cho thằng này di chuyển đã. Cho nó vào quân đoàn này thì làm sao di chuyển ra đây được. Quánh vào đây phát mất thành. Đây rồi, phá hoại tường thành rồi. Rồi, duy trì quân đoàn đấy đấy. Đề phòng chứ. Mà khỉ thật, cái thằng này sao nó lại thích chiến tranh mình nhỉ? Be welcome, emissary. If you come in peace, be fearful. If you come with false words, dripping with honeyed lies. Thế có vẻ tốt hơn không? Chiến tranh nào cái gì? Gods of the afterlife, spare my heart. Am I always to? Mà bây giờ thế giới chỉ còn mỗi thằng Sassanid thì còn thằng quái nào đâu? Mấy thằng này điên thật. The door is. Đâu rồi, Hung Nô đâu? We will talk and then we will feast. Whatever, không quan trọng.
Nói chung là mình an toàn khu vực châu Phi này được rồi. Thằng này thì nó còn mỗi cái thằng quân ở đây thì làm ăn gì. Ai giời, chiến tranh với cả châu Phi à? Thế thằng mày dẻo rồi. Hết đất dung thân rồi con ạ. Đu đốc à? Khử luôn. Được, lượt sau mới đánh được. Ra đây. Thành này thành to thì không cần. Âm một vệ sinh dịch tễ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.